Em chào anh chị và các bạn đã đến với máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh. Đại Phúc Vinh hôm nay giao một cái máy rất là khủng, máy CNC 4016 dao, phiên bản mà kẹp phôi chống tâm, kẹp phôi 360 xoay 360 độ. Cái máy này thì sử dụng công nghệ CNC 50, là chuyển động 50 cùng một lúc, bao gồm có X, Y, Z và trục A và trục B nữa. Máy này thì chuyên làm các sản phẩm là chân bàn này, chân ghế này, cái sản phẩm mà như vậy là rất phù hợp. Máy có thể là phay định hình này, đó, rồi khoan, làm mộng luôn, hoàn thành 3 đến 4 công đoạn trên một máy luôn. Bên máy thì sẽ bao gồm hai bàn, bàn bên phải và bàn bên trái. Bên này là phần kẹp phôi để chống tâm, kẹp phôi chống tâm. Máy phay cùng lúc sẽ được 4 cây. Đấy, trong cái thời gian mà gá phôi ở bàn bên phải thì máy làm việc ở bàn bên trái và ngược lại. Cái bàn này thì có đặc điểm là khoảng cách từ trục rất là lớn, lên đến 300 mm, nên là chúng ta có thể gắn được những cái sản phẩm lớn. Bên đây thì có hệ thống ben để đi lên xuống làm cữ phôi. Hệ thống trục dao sẽ xoay theo hệ sẹc vô, sẽ gắn được nhiều cái dao định hình khác nhau. Ở đây thì gắn dao phay định hình này, tobi, rồi đầu bên kia có thể gắn được loại dao thứ hai. Bên này thì có hai trục nữa, có thể chúng ta có thể gắn được dao cầu như thế này để phay, hoặc là bên kia thì có thể gắn mũi khoan để khoan. Những cái sản phẩm như thế này chẳng hạn thì chỉ cần hai loại dao thôi là xong rồi, phay tobi và khoan là xong. Còn những cái sản phẩm như thế này chẳng hạn thì nó khó hơn, có thể làm đến 3 loại dao, 4 loại dao. Dao tobi phay này, rồi làm mộng này, rồi chạy rãnh này, rồi cả khoan ở trên này nữa. Về phần bên đây là phần hệ thống điều khiển. Đây máy thiết kế hệ thống điều khiển thì chúng ta có thể kéo linh hoạt được nhiều vị trí khác nhau. Trên này thì có đèn báo lỗi và đèn báo lúc máy hoạt động. Bên này thì có một số nút nhấn nữa. Hệ điều hành của máy là hệ điều hành LLC của Đài Loan. Ở bên đây thì khi mà làm việc thì chúng ta có thể đóng cái này xuống. Máy có đèn để soi, để nhìn thấy phôi. Ở bên đây, ở phía bên dưới thì có một hệ thống băng tải để tải bụi. Khi mà phay định hình thì bụi ra rất nhiều, thì có hệ thống băng tải này sẽ tải qua bên kia để tải bụi ra ngoài. Phía bên sau này là phần kết cấu bên sau của máy. Thì để làm việc chúng ta phải cấp cái nguồn hơi vào đây, nguồn khí nén vào đây. Ở đây thì chúng ta đổ dầu và nhớt vào đây để bôi trơn cho hệ trục. Bên đây là phần tủ điện. Đó. Tủ điện thì chúng ta có phần main điều khiển hệ điều hành là của LLC Đài Loan này. Rồi những cái thiết bị điện thì sẽ đến từ thương hiệu Schneider đấy, của Pháp. Và bên đây thì là hệ thống driver và servo thì sẽ đến từ thương hiệu của KCFA đấy, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Trung Quốc, chạy rất là ổn định. Ở đây thì cũng có điện trở xả này. Rồi ở bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái biến tần rất là lớn, một biến tần là 22 kW, đấy, một biến tần là 15 kW, đều đến từ thương hiệu Xilin của Đài Loan. Này thì có khởi động từ conductor chính này, CB này, và một cái CB tổng. Rồi, ở trên này chúng ta sẽ có một cái biến áp để chuyển đổi cái dòng điện cho hệ thống sạc vô. Chúng ta có thể nhìn từ ngoài quan sát vào để thấy máy chạy được. Rồi, ok. Vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị máy CNC 4016 dao, phiên bản kẹp phôi 360 độ. Và phiên bản này là phiên bản hai bàn làm việc. Nếu anh chị có nhu cầu mua máy, có nhu cầu tư vấn máy, báo giá máy thì xin liên hệ công ty Đại Phúc Vinh tại cái thời điểm mà anh chị xem video này. Cảm ơn các anh các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.